đáng kể, nhưng vẫn không giành ngôi đầu. Consumer Report mới đây đã có bài đánh giá khá đầy đủ về AirPods Pro, nhưng những nâng cấp đáng kể của AirPods Pro dường như không đủ để giành ngôi vương từ Galaxy Buds. Theo Consumer Report, AirPods Pro có âm thanh thực sự tốt, giống như phần lớn các headphone Bluetooth. AirPods Pro không thể thỏa mãn được những tín đồ mê âm thanh nghiêm túc, nhưng sự cải tiến đáng kể về âm thanh được kết hợp với các tính năng mà người dùng yêu thích từ AirPods cũ sẽ khiến model mới này trở thành đối thủ nặng ký của tai nghe không dày. Consumer Report cũng khen ngợi chế độ Transparency mới trên AirPods Pro. Miếng đệm có thể khiến tai có cảm giác hơi khó chịu, ngay cả khi tắt tiếng ồn. Nhưng AirPods Pro cũng có chế độ Transparency, sử dụng MICZO tích hợp để âm thanh ra bên ngoài lọt vào. Apple không phát minh ra tính năng này, nhưng trên AirPods Pro thì nó hoạt động rất tốt. Về tổng thể, Consumer Report đánh giá AirPods Pro ở mức điểm 75, nhưng trước đó, Samsung Galaxy Buds được đánh giá ở mức điểm 86 và cho Buds của Amazon ở mức 65. Như vậy Galaxy Buds có gì được đánh giá cao hơn AirPods Pro và cho Buds lại thấp hơn? Theo Consumer Report, cho Buds, tai nghe không dây chống ồn mới của Amazon không có điểm số tốt, nhưng nó có hiệu suất tốt và giá rẻ hơn nhiều ở mức 130 đô la Mỹ, mặc dù âm thanh của AirPods Pro nghe hay hơn nhiều so với các mẫu tai nghe không dây trước của Apple nó vẫn chưa đạt được chất lượng âm thanh của chiếc tai nghe True Wireless hàng đầu được chúng tôi lựa chọn là Samsung Galaxy Buds, cũng có giá khoảng 130 đô la Mỹ. Tuy nhiên, đối với nhiều người, AirPods Pro là một lựa chọn hiển nhiên do nó kết hợp với hệ sinh thái Apple, ngay cả khi Galaxy Buds cho chất lượng âm thanh tốt hơn một chút.